Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức khỏe tự nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Sức khỏe tự nhiên. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu 3 nội dung chính sau đây. 1. Buổi tối cứ nhỏ dầu gió vào 3 điểm này, ngủ ngon, sống thọ. 2. Bốn thói quen ăn uống giết mòn tuổi thọ. 3. Bớt ăn gạo trắng, ăn thứ gạo này đuổi sạch bệnh, chặn đứng tế bào ung thư. Sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Buổi tối cứ nhỏ dầu gió vào 3 điểm này, ngủ ngon, sống thọ. Dầu gió là một loại dầu nóng quen thuộc trong hầu hết các gia đình Việt Nam, với thành phần chính là tinh dầu bạc hà kết hợp cùng khuynh diệp, quế, tràm, long não, hương nhu, thường được sử dụng trong trường hợp bị cảm lạnh, đau đầu, sổ mũi, đau khớp, đau cơ bắp, đầy hơi, khó tiêu, đau dây thần kinh, cùng rất nhiều các công dụng hữu hiệu khác. Có lẽ khá ít người biết rằng, kể cả trong những trường hợp không bị đau nhức, bạn vẫn có thể sử dụng dầu gió như một vị thuốc an thần, giúp ngủ ngon, sống thọ khi nhỏ dầu gió vào 3 điểm này trước khi đi ngủ. Nhỏ dầu gió vào lòng bàn chân giúp ngủ ngon. Vào buổi tối trước khi đi ngủ, đặc biệt là vào những ngày thời tiết lạnh, bạn hãy sử dụng 1 đến 2 giọt dầu gió bôi vào lòng bàn chân, sau đó massage đều. Việc làm này sẽ khiến tăng tuần hoàn máu nhanh chóng, giúp bạn thư giãn, dễ ngủ hơn và có được một giấc ngủ chất lượng. Ngủ sâu, tránh trường hợp tỉnh giấc nhiều lần giữa đêm. Ngoài ra, việc nhỏ dầu gió vào lòng bàn chân còn giúp làm ấm cơ thể, rất có lợi cho sức khỏe về lâu dài. Trong giấc ngủ, thân nhiệt sẽ giảm xuống, dầu gió sẽ giữ cho cơ thể không bị lạnh, phòng tránh các chứng bệnh liên quan đến nhiễm lạnh như cảm lạnh, ho, sổ mũi. Nhỏ dầu gió vào nhân trung giúp phòng tránh đột quỵ. Vào những ngày thời tiết nắng nóng, những người phải làm việc ngoài trời liên tục hoặc những người có cơ địa yếu rất dễ bị sốc nhiệt, đột quỵ nhiệt. Trong trường hợp này, sẽ hoàn toàn được giải quyết nếu bạn biết dùng dầu gió đúng cách. Trước khi ra ngoài trời nắng khoảng 15 phút, bạn nhỏ một giọt dầu gió ra tay và nhẹ nhàng ấn vào nhân trung, tức là phần hõm nhỏ giao giữa mũi và môi. Việc làm này giúp phòng tránh đột quỵ nhiệt cực kỳ hiệu quả. Xoa dầu gió vào nhân trung không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn tránh được hiện tượng sốc nhiệt gây ra đột quỵ nhiệt. Việc bôi dầu gió vào nhân trung cũng giúp hơi thở của bạn ấm lên, rất có lợi cho giấc ngủ. Nhỏ dầu gió vào cổ giúp ngừa ho, giảm đau họng. Bất kể mùa đông hay mùa hè, bạn cũng có thể dễ dàng bị đau họng do viêm. Khi gặp những tình trạng này, bạn nhỏ vài giọt dầu gió ra tay và massage đều xung quanh vùng cổ. Lúc này, nhiệt độ tăng lên sẽ giảm sự hoạt động của vi khuẩn gây viêm họng, khiến cảm giác đau được giảm bớt. Sử dụng dầu gió massage quanh cổ còn giúp ngăn ngừa ho, đau rát họng. Bạn nên trữ sẵn trong tủ để dùng khi cần. Dầu gió có rất nhiều công dụng tuyệt vời, tuy nhiên dùng không đúng cách có thể gây ngộ độc, tổn thương hệ hô hấp, thậm chí gây tử vong. Các bạn cần phải lưu ý những điều sau đây khi sử dụng dầu gió. Bạn chỉ nên sử dụng một lượng dầu gió vừa phải, tối đa 3 đến 4 giọt mỗi lần sử dụng. Sử dụng ngoài da và tuyệt đối không bôi lên vết thương hở. Khi bôi dầu, bạn cũng cẩn trọng, không bôi dầu gió vào niêm mạc, vùng mắt và không dùng nhiều hơn 3 lần mỗi ngày. Lưu ý không sử dụng dầu gió cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi và phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Hãy ghi nhớ để sử dụng dầu gió một cách an toàn và mang lại hiệu quả cao nhất. Xin được chuyển sang nội dung tiếp theo. 4 thói quen ăn uống giết mòn tuổi thọ. Ăn uống là hoạt động tự nhiên và quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu cơ thể cũng như đảm bảo sức khỏe. Khỏe mạnh do ăn uống mà ra, nhưng bệnh tật cũng do ăn uống mà thành. đủ để thấy được tầm quan trọng của việc ăn uống đối với sức khỏe. Để có được một cơ thể khỏe mạnh, quý vị và các bạn cần tuyệt đối tránh 4 thói quen ăn uống giết mòn tuổi thọ sau đây. Thứ nhất, ăn khi đang làm việc. Dù ăn cơm ở đâu thì một môi trường yên tĩnh, thoải mái luôn là lý tưởng và có lợi cho sức khỏe nhất. Nếu bạn vừa ăn vừa làm việc thì đó không chỉ là sự đài đọa về sức khỏe mà còn gây áp lực lớn về mặt tinh thần. Khi bạn vừa làm việc vừa ăn, bạn sẽ không chú tâm cho việc nhai và nuốt thức ăn. Điều này có thể khiến dạ dày của bạn gặp vấn đề. Việc nhai và nuốt thức ăn không tốt sẽ buộc các cơ quan còn lại của hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn. Đây chính là nguyên nhân gây ra chứng đầy bụng, khó tiêu, thậm chí là đau dạ dày. Bởi vậy, bạn nên có thời gian nghỉ giải lao, tạm ngưng tất cả mọi công việc và ưu tiên cho việc ăn uống khi đã đến giờ. Thứ hai, ngồi sai tư thế khi ăn. Chọn thực phẩm để ăn rất quan trọng, nhưng có lẽ nhiều người chưa biết, chọn tư thế ngồi ăn cũng quan trọng không kém. Nhiều người khi vội vàng có thói quen đứng ăn hoặc gác chân lên ghế khi ngồi ăn. Đây đều không phải là các tư thế được khuyến khích khi ăn. Ngồi ăn sai tư thế rất có hại cho hệ tiêu hóa và hoạt động tiêu hóa. Khi ngồi sai, các mạch máu bị chèn ép gây cản trở hoạt động của hệ thần kinh và chức năng tim mạch và tạo ra một áp lực rất lớn lên khoang bụng, khiến hoạt động tiêu hóa bị chậm lại, kéo theo việc làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các cơ quan khác. Tư thế ngồi ăn đúng là ngồi thẳng lưng. Có thể thả chân khi ngồi ghế hoặc xếp chân bằng tròn khi ngồi chiếu. Không nên ngồi xổm, ngồi bẻ chân khi ăn. Thói quen số 3. Ăn đồ nóng, lạnh lẫn lòn. Khi ăn đồ cay nóng như lẩu, thịt nướng, uống nước lạnh sẽ cảm thấy rất dễ chịu, sảng khoái và ngon miệng. Tuy nhiên, hành động này lại không hề tốt cho dạ dày và hoạt động tiêu hóa. Đồ ăn nóng, lạnh lẫn lộn dễ gây ra các vấn đề như đau bụng, tiêu chảy. Thói quen ăn uống này còn làm tổn thương, khiến dạ dày co thắt nhiều và ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa thức ăn của cơ quan này. Khi ăn đồ cay nóng, nếu thấy khát thì bạn cũng chỉ nên uống nước ở nhiệt độ thường, không nên uống nước lạnh, đặc biệt là các loại nước chứa nhiều đường. Thói quen số 4. Uống trà đặc sau khi ăn. Uống trà đặc sau bữa ăn là thói quen của nhiều người ở độ tuổi trung niên, cao tuổi. Tuy nhiên, quý vị và các bạn cần lưu ý, chỉ nên uống trà rất loãng vì uống trà đặc sau bữa ăn không hề tốt cho cơ thể. Uống trà đặc gây cản trở cho quá trình hấp thu dinh dưỡng của cơ thể, đặc biệt là hấp thu sắt. Việc làm này kéo dài sẽ khiến cơ thể gặp tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Ngoài ra, uống trà đặc ngay sau bữa ăn sẽ khiến dịch vị trong dạ dày bị loãng, làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, lâu ngày có thể gây ra đau dạ dày. Tập những thói quen tốt trong ăn uống là rất quan trọng để giữ gìn và duy trì một cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ và ít bệnh tật. Quý vị và các bạn hãy lưu ý và từ bỏ những thói quen xấu nêu trên nếu đang mắc phải. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. Bớt ăn gạo trắng, ăn thứ gạo này đuổi sạch bệnh, chặn đứng tế bào ung thư. Gạo trắng nấu cơm là món ăn quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Thời xưa các cụ lao động tay chân với cường độ cao, cơm gạo trắng giúp cung cấp năng lượng nhanh cho cơ thể nên rất phù hợp. Tuy nhiên, với đặc điểm lao động như hiện nay, công việc đa phần là lao động trí óc, ít vận động, nên việc ăn nhiều cơm gạo trắng thường xuyên cũng bộc lộ những điểm không phù hợp, như dễ gây dư thừa năng lượng, tích mỡ và nhanh đói, tạo cảm giác thèm ăn. Vì thế, nhiều loại thực phẩm được gợi ý để thay thế cơm gạo trắng, cung cấp tinh bột cho cơ thể. Trong đó có 4 loại gạo mà các bạn nên lưu ý vì những ưu điểm vượt trội cho sức khỏe. Gạo lứt. Với những người theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh, thì gạo lứt đã không còn quá xa lạ. Chứa lượng calo tương ứng với cơm gạo trắng, nhưng gạo lứt có chỉ số đường huyết thấp hơn. Hàm lượng chất xơ dồi dào hơn nên giúp bạn no lâu hơn và giúp ích cho hệ tiêu hóa. Với những người theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh thì gạo lứt đã không còn quá xa lạ. chứa lượng calo tương đương với cơm gạo trắng, nhưng gạo lứt có chỉ số đường huyết thấp hơn. Hàm lượng chất xơ dồi dào hơn nên giúp bạn no lâu hơn và giúp ích cho hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, ăn gạo lứt giúp đường huyết ổn định nên rất phù hợp với những người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, gạo lứt cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, điển hình như vitamin B, kẽm, magie, nhìn chung tốt hơn cho sức khỏe. Đồng thời, sử dụng gạo lứt thường xuyên còn giúp giảm hình thành cholesterol, từ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Gạo đỏ. Gạo đỏ hay còn gọi là gạo huyết rồng, nhiều nơi cũng coi đây là một loại gạo lứt. Tuy nhiên, gạo đỏ ưu việt hơn gạo lứt thông thường ở chỗ nó chứa một hàm lượng cao hơn các chất xơ và protein, đồng thời là nhiều vitamin và khoáng chất khác, trong đó có canxi, sắt, vitamin C, nhóm vitamin B, v.v. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng gạo huyết rồng hỗ trợ bạn tốt hơn trong quá trình giảm cân, tốt cho hệ cơ, xương và phòng ngừa thái hóa đốt sống. Tương tự như gạo lứt, gạo huyết rồng cũng có tác dụng giảm cholesterol xấu, LDL và giúp làm đẹp da hiệu quả. Gạo cẩm. Gạo cẩm là loại gạo có màu đen, khi nấu chín thì ăn rất dẻo, có hương vị cực kỳ thơm ngon. Nổi bật hơn gạo trắng, loại gạo này chứa hàm lượng protein tương đối cao, rơi vào 10g trên 100g gạo. Đồng thời rất giàu chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa và giúp kiểm soát hiệu quả các cơn thèm ăn. Nhờ đặc tính này, gạo cẩm rất phù hợp với những người muốn giảm cân, người béo phì, thừa cân và có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến béo phì. Hạt diêm mạch. Tuy không được xếp vào là một loại gạo, nhưng vài năm trở lại đây, hạt diêm mạch là nguồn cung cấp tinh bột mà nhiều người lựa chọn để thay thế gạo trắng. Nhờ những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, hạt diêm mạch hay còn được gọi là hạt quinoa là một loại siêu thực phẩm, vì chứa dinh dưỡng và công dụng vượt xa so với các nguồn cung cấp tinh bột thông thường. Theo nghiên cứu dinh dưỡng, hạt diêm mạch rất giàu chất chống oxy hóa flavonoid, có khả năng chống viêm, chống virus, chống ung thư và chống trầm cảm. Không dừng lại ở đó, hạt diêm mạch cũng rất giàu protein, đồng thời cung cấp axit amin thiết yếu cùng các nguyên tố vi lượng quan trọng cho cơ thể, giúp bạn no lâu hơn và luôn khỏe mạnh. Chỉ số đường huyết của loại hạt này là 53, mức đường huyết thấp, có lợi cho cơ thể, duy trì đường huyết ổn định, đặc biệt với bệnh nhân tiểu đường. Tuy gọi là hạt, nhưng hạt diêm mạch có thể nấu chín giống như các loại gạo thông thường, ăn thay cơm trong bữa ăn hàng ngày rất có lợi cho cơ thể. Vì một cơ thể khỏe mạnh hơn, đặc biệt khi bạn đang gặp phải một số vấn đề về sức khỏe, bạn nên thay thế gạo trắng bằng một trong 4 loại thực phẩm nêu trên và ăn với một lượng vừa phải, phù hợp với thể trạng và nhu cầu cơ thể. Nội dung chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.